14 tàu hút cát cùng 55 thuyền viên và người có liên quan đã bị các lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, tỉnh Thái Bình đồng loạt ra quân mật phục bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Những tàu hút cát và thuyền viên này vi phạm quy định về khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc khu vực giáp ranh giữa Thái Bình và Hà Nam. Tại thời điểm bắt giữ, các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 3.000 mét khối cát vừa được hút dưới sông đưa lên tàu theo cục cảnh sát giao thông đây là vụ việc có tính chất phức tạp các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát gây bức xúc trong dư luận trong thời gian dài vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật